Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, bài 9, trang 113-117. Từ đồng nghĩa. Một là mã, thế nào là từ đồng nghĩa? Một, đọc lại bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lương của Tương Như. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ rộng trong. Thì ở trong bản dịch bài thơ, từ đồng nghĩa với của rọi trong đó là rọi thì là soi, tỏa, chiếu, trong là nhìn, ngó, dòm. Rồi tiếp theo câu số 2. Từ trong trong bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lương có nghĩa là nhìn để nhận biết. Ngoài nghĩa đó ra, từ trong còn có những nghĩa sau: A. Co sóc, giữ gìn cho yên ổn. B. Mong. Tìm các từ đồng nghĩa với mọi nghĩa trên của từ trong. Như vậy ở đây, các nhóm từ đồng nghĩa là, tức là những từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ trong là đồng nghĩa với ở mục A và B. Thì ở câu A, đồng nghĩa với cái nghĩa của từ trong ở câu A là coi sóc, giữ gìn cho yên ổn, thì từ đồng nghĩa đó là trông coi, chăm sóc. Tương tự ở câu B, mong là trông mong, mong đợi, hy vọng. Tiếp theo phần ghi nhớ. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Tiếp theo hai la mã, các loại từ đồng nghĩa. Một, so sánh nghĩa của từ quả và từ trái trong hai ví dụ sau. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Trần Tuấn Khải. Chim xanh ăn trái xoài xanh, ăn no tắm mát đậu cành cây đa. Ca dao. Như vậy ở câu số 1 này, chúng ta sẽ so sánh từ quả và từ trái trong hai ví dụ trên. Như vậy các em sẽ so sánh như sau. So sánh nghĩa của từ quả và trái. Thì nghĩa của quả và trái đều dùng chỉ một loại quả nào đó. Như vậy thì giống nghĩa nhau hoàn toàn. Rồi tiếp theo câu số 2. Nghĩa của hai từ bỏ mạng và hy sinh trong hai câu dưới đây có chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau? Trước sức tấn công cũng như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng. Công chúa Habana đã hy sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm tay. Truyện cổ Cuba. Như vậy ở đây, nghĩa của hai từ bỏ mạng và hy sinh giống nhau là đều chỉ cái chết, khác nhau. Thì khác nhau ở đây đó là ở từ bỏ mạng thì thường chỉ cái chết của những kẻ xấu xa, còn hy sinh là chỉ cái chết đáng tôn trọng. Tiếp theo phần ghi nhớ. Từ đồng nghĩa có hai loại. Những từ đồng nghĩa hoàn toàn không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa, và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn có sắc thái nghĩa khác nhau. Tiếp theo là ba la mã sử dụng từ đồng nghĩa. Một, thử thay các từ đồng nghĩa quả và trái, bỏ mạng và hy sinh trong các ví dụ ở mục 2 cho nhau và rút ra nhận xét. Thì đầu tiên các em sẽ thay thế được quả với trái cho nhau. Thì ở cái câu này các em sẽ thay thế được quả với trái cho nhau vì nghĩa của chúng không thay đổi. Còn các em mà thay bỏ mạng và hy sinh cho nhau thì các em thấy là không thay được cho nhau vì sắc thái ý nghĩa của bỏ mạng là giễu cợt và sắc thái hy sinh là kính trọng.
Rồi tiếp theo, câu số 2. Ở bài 7, tại sao đoạn trích trong Chư Phụ Ngâm Khúc lấy tiêu đề là Sau Phút Chia Ly mà không phải là Sau Phút Chia Tay? Thì ở đây các em thấy chia ly là chỉ chia tay lâu dài, thậm chí là không gặp lại, vĩnh biệt. Vì kẻ đi là người ra trận, còn chia tay thì chỉ có tính chất tạm thời, thường là sẽ gặp lại. Tiếp theo là phần ghi nhớ. Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế cho nhau. Khi nói cũng như khi viết, cần cân nhắc để chọn trong số các từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng mực và đúng cái thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm. Tiếp theo là phần 4 La Mã luyện tập. 1. Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau đây: gan dạ, nhà thơ, mổ xẻ, của cải, nước ngoài, chó biển, đòi hỏi, năm học, loài người, thay mặt. Như vậy, các em sẽ tìm từ Hán Việt đồng nghĩa là: gan dạ thì có là can đảm, can trường; nhà thơ là thi nhân, thi sĩ; mổ xẻ, phẫu thuật, giải phẫu; của cải, tài sản; nước ngoài, ngoại quốc; chó biển là hải cẩu; đòi hỏi là yêu cầu, nhu cầu; năm học, niên khóa; loài người, nhân loại; thay mặt, đại diện. Thì đây là những cái từ Hán Việt đồng nghĩa với những từ ở nêu ở trên đây. Tiếp theo câu 2. Tìm từ có gốc Ấn Âu đồng nghĩa với các từ sau đây: máy thu thanh, sinh tố, xe hơi, dương cầm. Từ gốc Ấn Âu là: máy thu thanh là radio, xe hơi ô tô, sinh tố vitamin, dương cầm là piano. Rồi tiếp theo câu số 3. Tìm một số từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân, phổ thông. Ví dụ heo, lợn. Thì đây một số từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân là: bao diêm là hộp quẹt, cha, tía, ba, quả dứa là trái thơm, bà ấy là bả. Rồi tiếp theo câu số 4. Tìm từ đồng nghĩa thay thế cho các từ in đậm trong các câu sau đây: món quà anh gửi tôi đã đưa tận tay chị ấy rồi, bố tôi đưa khách ra bến đến cổng rồi mới trở về, cậu ấy gặp khó khăn một tí đã kêu, anh đừng làm như thế người ta nói cho đấy, cô ốm nặng đã đi hôm qua rồi. Như vậy những từ đồng nghĩa thay thế là: đã đưa tận tay sẽ là đã trao tận tay, đưa khách là tiễn khách, đã kêu là phàn nàn, nói là mắng, cười, đi là mất, là từ trần. Rồi tiếp theo câu số 5. Phân biệt nghĩa của các từ trong các nhóm từ đồng nghĩa sau đây: ăn, xơi, chén, cho, tặng, biếu, yếu đuối, yếu ớt, xinh đẹp, tu, nhấp, nóc. Thì sau đây các em sẽ phân biệt nghĩa của các từ trong nhóm đồng nghĩa dưới đây là: ăn, xơi, chén.
Ăn thì chỉ sắc thái bình thường, xơi là chỉ sắc thái sang trọng, lịch sự, chén là chỉ sắc thái thân mật, sùng sã. Tiếp theo là cho, tặng, biếu. Cho là chỉ quan hệ trên dưới hoặc có khi là ngang bằng. Tặng là không phân biệt ngôi thứ trên dưới. Biếu là sự kính trọng của người dưới đối với người trên. Tiếp theo là yếu đuối, yếu ớt. Yếu đuối là nghiêng về sự thiếu hụt của tinh thần. Yếu ớt là nghiêng về thể trạng, thể chất. Xinh, đẹp. Xinh là cái đẹp nghiêng về hình thức của sự vật nói chung, thường được cảm giác bằng thị giác, dành cho người trẻ. Đẹp là cái đẹp của xinh cộng với sự thẩm định của người khác, cho người kiểu trung niên. Rồi tiếp theo là từ tu nhấp nóc. Tu là uống nhiều, liền một mạch, không lịch sự. Nhấp là uống một ít bằng đầu môi, chủ yếu là nếm vị. Nóc là nóc uống nhiều, nhanh và thô tục. Rồi tiếp theo là câu số 6. Chọn từ thích hợp điền vào các câu dưới đây. Thành tích, thành quả, thế hệ mai sau sẽ được hưởng của công cuộc đổi mới hôm nay. Trường ta đã lập nhiều để chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. B. Ngoan cường, ngoan cố, bọn địch chống cự đã bị quân ta tiêu diệt. Ông đã giữ vững khí tiết cách mạng. C. Nhiệm vụ, nghĩa vụ. Lao động là thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mọi người. Thầy hiệu trưởng đã giao cụ thể cho lớp em một đợt tuyên truyền về chống ma túy. D. Giữ gìn, bảo vệ. Em Thúy luôn luôn quần áo sạch sẽ. Tổ quốc là sứ mệnh của quân đội. Thì như vậy các em sẽ chọn từ thích hợp để điền vào những chỗ trống ở đây. Thì ở câu A, các em sẽ điền là ở câu A là từ thành quả và thành tích, thì dòng đầu tiên các em sẽ điền là thành quả, thành tích. Rồi tương tự ngoan cường, ngoan cố thì câu đầu tiên sẽ là ngoan cố, tiếp theo là ngoan cường. Nhiệm vụ, nghĩa vụ, đầu tiên là nghĩa vụ, tiếp theo là nhiệm vụ. Và giữ gìn, bảo vệ thì cái dòng đầu tiên là giữ gìn, bảo vệ. Rồi tiếp theo câu số 7. Trong các cặp câu sau, câu nào có thể dùng hai từ đồng nghĩa thay thế nhau? Câu nào chỉ có thể dùng một trong hai từ đồng nghĩa đó? Gợi ý, câu có thể dùng hai từ thay thế nhau. Điền cả hai từ vào khoảng trống, dùng dấu gạch chéo để phân cách. Câu chỉ được dùng một trong hai từ, điền từ đó vào khoảng trống. Ví dụ, nuôi dưỡng, phụng dưỡng. Con cái có trách nhiệm phụng dưỡng, nuôi dưỡng bố mẹ già. Bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái cho đến lúc con cái trưởng thành. Thì ở đây câu A, đối xử đối đãi. Nó tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến. Như vậy thì các em sẽ điền là có thể là hai từ hoặc là một từ. Rồi tiếp theo, mọi người đều bất bình đẳng, bất bình trước cái thái độ của nó đối với trẻ em. Tiếp theo câu B, trọng đại to lớn. Cuộc cách mạng tháng 8 có ý nghĩa đối với vận mệnh của dân tộc. Ông ta thân hình như hộ pháp. Như vậy ở câu A các em sẽ điền là, đầu tiên đó là nó đối xử hoặc là đối đãi tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó. Tiếp theo, mọi người đều bất bình trước thái độ đối xử của nó đối với trẻ em. Rồi tiếp theo câu B, cuộc cách mạng tháng 8 có ý nghĩa trọng đại hoặc là to lớn đối với vận mệnh dân tộc. Ông ta thân hình to lớn như hộ pháp. Đó thì tương tự các em sẽ trả lời, các em sẽ điền là đầu tiên là câu A, câu đầu tiên là đối xử hoặc là đối đãi, tiếp theo là đối xử
Câu B, trọng đại to lớn, thì câu đầu tiên là trọng đại hoặc to lớn, tiếp theo là to lớn. Rồi, tiếp theo câu số 8, đặt câu với mọi từ bình thường, tầm thường, kết quả, hậu quả. Thì các em có thể đặt câu như sau: Bác Hồ là một con người bình thường nhưng vĩ đại. Tớ không nghĩ cậu lại làm cái việc tầm thường ấy. Kết quả học tập tốt là phần thưởng dành cho những bạn chăm chỉ. Hậu quả của việc nói dối là không ai tin mình nữa. Rồi, tiếp theo câu số 8. Chữa các từ dùng sai in đậm trong các câu dưới đây. Ông bà cha mẹ đã lao động vất vả tạo ra thành quả để con cháu đời sau hưởng lạc. Trong xã hội ta, không ít người sống ích kỷ, không giúp đỡ bao che cho người khác. Câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây đã giảng dạy cho chúng ta lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh. Phòng tranh có trình bày nhiều bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Như vậy ở câu 9 này các em sẽ chữa những cái từ sai in đậm ở đây. Thì các em sẽ sửa như sau: từ hưởng lạc các em sẽ thay bằng hưởng thụ, bao che thay bằng che chở, giảng dạy thay bằng nhắc nhở, trình bày sẽ thay bằng trưng bày. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.